Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước tôi đã nói với bạn là sơ lược về cái những điều cần biết để chúng ta làm nên một cái trang web rồi, có 3 thứ ha. Rồi, thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tới việc mà chúng ta sẽ dựng một trang web online. Rồi, thì đầu tiên thì bạn lên trên Google. Cái này là bên webhost.com thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Hướng dẫn các bạn một trong một cái video khác rồi. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Wix này. Đầu tiên thì bạn lên Google và đánh cho tôi cái chữ wix.com.com thì nó sẽ ra cái trang chủ đó. Rồi, để tạo được cái trang web thì bạn cần phải yêu cầu là bạn phải tạo cái tài khoản setup. Setup tạo cái tài khoản các bạn. Trường hợp các bạn đã tạo rồi thì nó sẽ là sign-in để bạn đăng nhập vào. Thì dễ lắm, tạo cần tài khoản thì tạo tài khoản miễn phí thôi, bạn chỉ cần có tài khoản địa chỉ mail là được rồi. Thì hộp thư điện tử á để bạn kích hoạt cái tài khoản lên. Rồi, đăng ký hoàn toàn miễn phí thôi. Sau khi bạn đăng ký xong thì các bạn vào lại cái trang chủ của Squid này, các bạn vào trong cái phần sign-in nè. Để các bạn tôi vừa đăng nhập cái tài khoản vào rồi các bạn. Thì bạn click vào bạn đăng nhập thôi bình thường đó. Thì bạn có thể là đăng ký, ban đầu bạn đăng ký bằng tài khoản Google hoặc là bạn sử dụng cái Facebook bạn đăng ký tài khoản cũng được, cách nào cũng được ha, hoặc là sử dụng địa chỉ mail đăng ký tài khoản cũng được, cái đó rất là đơn giản thôi, bạn nào chắc cũng làm được hết rồi. Sau khi bạn đăng ký được tài khoản thì bạn đăng nhập vào thì cái trường hợp là do tôi đã tạo ra một cái website rồi. Trường hợp chúng ta là người mới á, thì sau khi bạn đăng nhập vào thì nó sẽ có cái trình hướng dẫn các bạn tạo ra một cái trang web miễn phí, một cái trình hướng dẫn tự động các bạn, rất là thông minh. Nó sẽ tạo cho bạn một cái danh sách những cái câu hỏi để các bạn trả lời. Thì cái phần mềm, cái trang web này nó dựa trên cái những câu trả lời của bạn á, để nó lập nên một cái website dựa trên nhu cầu của các bạn á, rất là hay các bạn. Thì tôi làm thử cho bạn xem á. Giả sử như trường hợp này tôi tạo ra một cái trang mới đi, React New Site nè. Tôi tạo ra một cái trang web khác đi. Rồi, thì trường hợp các bạn mà mới lần đầu tiên vào cái trang này để tạo cái website á, thì bạn sẽ được như thế này. Nó sẽ đặt ra những cái câu hỏi cho các bạn để các bạn trả lời để nó tạo ra trang mới cho bạn theo cái nhu cầu của bạn. Thì nó sẽ hỏi các bạn là cái loại nè, cái up website, cái loại trang web mà bạn muốn tạo mới, thì bạn hãy chọn cái phân loại theo cái kinh doanh bán hàng trực tuyến hay là nhiếp ảnh, nhạc, các nhà thiết kế hay là bán đồ ăn, là nhà hàng, phòng tập gym nè, rồi các sự kiện hay là blog cá nhân hay là trang web làm đẹp hay là làm những cái trang web về CV hay là trang web về mà tuyển dụng các bạn, tuyển dụng hay những cái khác. Rồi, thì bạn chọn cái nào cũng được ha, tùy theo mục đích yêu cầu của bạn. Thì giả sử như tự nhiên tôi sực nhớ một cái, các bạn sẽ hỏi là tại sao làm này chi. Tại vì các bạn có thể là sử dụng những cái trang bán hàng trực tuyến online bây giờ là như là Lazada hay là Tiki hay là Sen Đỏ gì đó, thì bạn cũng có thể là tự tạo những cái cửa hàng của bạn để bạn bán hàng online cũng được, cái cách đó cũng được các bạn. Chúng ta chỉ cần đăng ký những cái trang thương mại điện tử đó để chúng ta bán hàng cũng được thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta tự tạo ra một cái trang cá nhân riêng cho chúng ta. Đó, thì tôi và có nhiều bạn có cái cách khác là bán hàng online trên Facebook á, các bạn livestream á, các bạn bán hàng cũng được luôn. Chúng ta sẽ có nhiều tùy chọn các bạn. Rồi, quay lại vấn đề này thì bạn chọn cái nào tùy theo nhu cầu của bạn ha. Các bạn hãy chọn bán hàng online nè, kinh doanh hay là nhà hàng ăn uống. Thật sự tôi chọn nhà hàng ăn uống đi ha, nói chủ đề này cho nó hấp dẫn, cho nó ngon miệng. Thật sự tôi chọn này. Thật sự tôi làm website cho nhà hàng ăn uống nha, đó. Thì bạn chọn sao cũng được, thì nó sẽ vào trong đây. Nó thấy chưa, nó sẽ hiển thị cho bạn những cái mẫu nè, template, những cái mẫu website gửi nè. Thấy chưa? Tôi đang chọn chủ đề về nhà hàng ăn uống ha, thì bạn nhìn bên đây nè. Nó sẽ chọn chúng ta cái chủ đề về ăn uống, food and restaurant nè, thấy chưa? Rồi bạn hãy chọn bất kỳ một cái chủ đề nào đó để bạn tìm hiểu thử ha, nhấp vào để bạn tìm hiểu thôi. Giả sử như bạn hãy chọn về business thử cái gì, đây business về kinh doanh nè,
kinh doanh xe hơi ô tô nè, nó bằng link vô đây, hoặc là bán hàng online nè, online store nè ha, những cái cửa hàng trực tuyến nè đó bán, thì trong đó sẽ phân loại ra nhiều chủ đề nữa, là bán quần áo nè, fashion nè, bán đồ trang sức hay là nghệ thuật, hay bán đồ ăn, hay bán đồ thể thao rồi đó, đồ điện hay là cho baby rồi nè, thấy chưa, nó rất là nhiều. Các bạn chỉ đơn giản là cái việc là list cho chọn thôi, có rất là nhiều cái mẫu các bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái mẫu website nữa các bạn. Đây là bán cho baby kit nè, cho em bé đây, bán thú cưng, bán những sản phẩm thú cưng, photography cho nhiếp ảnh nè, chụp hình đám cưới rồi các bạn. Những bạn nếu các bạn nào mà làm bên chụp hình đó thì nên tạo những cái trang web cá nhân cho riêng mình, hoàn toàn free, miễn phí thôi bạn. Thì tôi hy vọng là những các bạn đã xem được cái video này ha. Rất là dễ đó chưa, chụp về chân dung sự kiện đám cưới du lịch rồi nè đó. Các bạn thì thường hay lưu ảnh trên cái trang click á, những các bạn mà về nhiếp ảnh á thường hay lưu trên trang click. Video thì bạn sẽ có những cái này, nhạc, designer rất là nhiều các bạn, tùy theo chủ đề bạn là cần thôi, sự kiện hay là về tuyển dụng nè, những cái nhà tuyển dụng nhân sự, về bán, về tóc tai, về tóc beauty, về làm đẹp nè, mỹ phẩm, fashion, thời trang. Ok ha, rồi các bạn tự tìm hiểu thêm, tự lựa thôi, tự dọc thôi, chứ không gì lít cái là xong rồi. Giờ tôi sẽ chọn một cái ví dụ nào đó đơn giản để tôi kết thúc video này. Để qua video sau tôi sẽ thực hiện cái việc chỉnh sửa chi tiết cái video ha. Chúng giả sử như về business thì bạn hãy chọn về chức năng là marketing hoặc là quảng cáo đây, online store, những cửa hàng online, đây những cái hàng online, ok những hàng online. Fashion quần áo đây. Rồi giả sử như tôi chọn về cái cửa hàng online đi các bạn. Đây anh cửa hàng online store nè. Nói cửa hàng online chúng ta các bạn có bán cái gì? Giờ tôi sẽ nói cái bán về các đồ điện hay là dụng cụ thể thao nè. Baby kit nha. Rồi baby kit đi. Hay là các loại động vật thú cưng á, các loại thú cưng. Rồi sẽ tôi chọn cái trang này ha. Ok, tôi chọn này đi. Bạn sẽ có hai tùy chọn, là một là xem trước hay là edit và chỉnh sửa luôn. Tôi sẽ nhấn cái view thử, view để tôi xem trước cái kết quả của ta. Dùng cái mẫu này cho việc bắt đầu hay là chúng ta hãy tùy chỉnh theo ý chúng ta, edit, chỉnh sửa đây. Rồi, ta hãy chỉnh sửa sao cũng được. Ok, mẫu này thấy dễ thương quá. Rồi, ok, đẹp rồi nè, tôi thích này ha. Rồi ta chọn cái mẫu template này đi. Thì ta chọn thì bạn có thể làm đâu rồi, bạn có thể chọn cái chữ xuất bản. Tiếp tục thì các bạn có thể là, đây có hai phiên bản cho bạn xem trước nè. Một bạn xem trên máy tính nè, hai là bạn hãy click vào đây để xem trên cái mobile, các thiết bị di động ta, điện thoại rồi nè. Thấy chưa, cái phần mềm này tôi chuộng được nhiều nhiều cái hay lắm bạn. Cái công ty Squid nè, rất là ok. Rồi giả sử như bạn đồng ý cái mẫu này, bạn muốn chỉnh sửa gì thêm thì bạn click vào cái chữ edit design này để bạn chỉnh sửa cái mẫu này lại. Thì nó đang thực hiện cái việc load lên những cái trang web chúng ta chi tiết á, load chi tiết. Ok rồi thì tôi quay lại cái phần lý thuyết tôi nói sơ một tí. Đâu tiêu rồi. Ok, đây chúng ta sẽ tới đây nè, tới phần B nè, online nè. Chúng ta đã chọn được một cái mẫu để tạo được một trang web rồi. Giờ chúng ta sẽ tới cái bước thứ hai là chỉnh sửa cái trang web này. Thì nó sẽ có hai cách. Cách một là các bạn sẽ dùng cái trình là ADI là tự động. Hai là chúng ta sẽ chỉnh sửa nâng cao. Chỉnh sửa nâng cao ha. Rồi, thì cái video này là cái video này kết thúc ở đây đi. Tại video này tôi mới dừng lại cái việc chúng ta chọn được cái mẫu trang web thôi. Rồi đâu sao chúng ta sẽ tới cái bước 2, chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa trang web. Rồi tôi kết thúc nha. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.